làm cho cô không có người yêu đúng không? Phá được tình duyên đúng không? À, thế Vong Linh đi rồi cô này có tốt không? Rất tốt không? Nói thì nghe nào. Tốt. Tốt à? Hôm nay cả mẹ cô đến kìa. Vong Linh chào nhạc mẫu đi. Ngày xưa gọi là nhạc mẫu, nhạc phụ ở nhà rồi. Chị thì đi sắp công an rồi. Công an đi sắp phận. Sắp phận. Phận, phận tư quán đại. Thế Vong Linh yêu cô này lắm à? Thích lắm à? Thích không? Kiếp trước đã lấy được cô này chưa? Lấy được chưa? Hay mới chỉ là người yêu thôi? Kiếp trước mới là người yêu thôi à? Nhớ không? Nhớ không? Chắc mới là người yêu nên không chào nhạc mẫu chứ bình thường phải chào đấy. Giờ thầy đọc giới cho Vong Linh nhá. Để Đức Phật chứng giám để đưa đường cho Vong Linh siêu thoát nhá. Giờ ngồi nghe giới nhá. Nhá. Quang Trung Tây Sơn ngõ nhà số 136 Y Vu Linh Quang Điện Sứ Thượng Nha Phùng Phật nha Phật là Thánh nha Hiến cúng đồng tiền tiến lễ cầu siêu tiến tuần lâm thỉnh Phật tuyên kinh bái sám báo đức thù ân kỳ âm dương quân lời lạc nha sơ khi mà tần tín chủ lã thì thùy linh đại giác phù giám vi thành ân cần từ xưng phục vì chính tiến vong linh tiền duyên đặng hồn hoặc sinh tiền dương tế sử lý đã quay trì u lao tưởng đức oan trái nan đào vua minh giới biên nãi trí vu dương môn kê nghi giác đắc khiến hưu bạc nhật khải hành tiêu tà thục kỳ án tích hòa quyết oan cửu kỳ u yến sĩ quân an đào nhi tôn chi tướng khánh cung ngộ tiết lương thì kiện thỉnh mệnh tăng từ vu tỉnh xứ cần thủ kim nguyệt cát nhật tu thiết pháp đàn viết khiến sám quả lễ minh vương thục án thanh tiền Ninh hậu pháp đàn nhất diên chu viên nhi tán kim tắc pháp diên dĩ biển khoa phạm tuyên hành cân cụ sớ văn kiện thân thượng tâu cung duy
địa phủ Diêm La Thiên Tử Ngọc Bề Hạ. Địa phủ Phong Đô Đại Đế Ngọc Bề Hạ. Địa phủ Thập Điện Minh Vương Điện Hạ. Địa phủ Chư Ngục Chủ Giả Chi Hạ. Địa phủ Hiền Hoàn Túc Trái Phán Quan Vị Điện. Địa phủ Chư Tư Tào Lái Trưởng Bộ Trưởng Án Quân Phán Quan Vị Điện. Địa phủ Nhất Thiết Thánh Trung Môn Hạ Kiếm Niên Vương Hành Kỳ Mô Vương Hành Kiển Trí Đức Tôn Thần Án Hạ Đương Cảnh Thánh Hoàng Đại Vương Án Hạ Hoàng Khai Tế Đồ Sư Hoàn Hẳn Dĩ Hòa Hưu Ngưỡng Thế Từ Vi Xá Tội Tù Chi Thanh Thoát Tiên Linh Công Nhạc Hậu Từ Thành Ân Bất Thắng Cảm Hà Chi Chí Cẩn Sớ Thiên Vận Bính Tân Niên Thập Nhĩ Nguyệt Sơ Nhĩ Nhật Thần Khấu Thủ Bác Vái Thượng Sơ. Đúng rồi, kiếm anh cái mâm nhá. Tiền vàng bái sới nhá. Vâng. Phong Linh nghe sớ chưa? Thầy tuyên sớ chưa? Xin với các phán quan ở địa phủ ấy là không bắt nhốt Phong Linh nhá, cho Phong Linh về với Phật nhá, cho theo Phật nhá. Ông Linh đồng ý lại đi chưa? Đồng ý đi chưa nào? Đồng ý chưa? Đồng ý rồi, gật đầu một cái. Cầm bút ký vào đây cho thầy đơn ly dị nhá. Sau này không còn có vợ trên trần nữa này. Không có số kia là không lấy được vợ. Ký vào. Rồi, ký bản dưới nữa. Rồi. Cô ấy sẽ ký xong rồi sẽ đốt cho Phong Linh sau nhá. Thầy siêu phát cho Phong Linh bây giờ luôn nhá. Tất cả Phật tổ Như Lai cầu quan niệm Bồ Tát con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón cho con linh hồn nam tiền duyên theo Lã Thị Thủy Dụng Linh sinh năm 1991 được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Con cầu Phật tổ Như Lai cầu quan niệm Bồ Tát con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón cho con linh hồn nam theo Lã Thị Thủy Linh sinh năm 1991 được đi tu học và đi tái kiếp làm người. Con cầu Phật tổ Như Lai cầu quan thêm Bồ Tát con cầu Địa Tạng Bồ Tát đón cho con linh hồn nam theo Lã Thị Thủy Linh sinh năm 1991 được đi tu học và đi tái kiếp làm người.
sang lấy tiền vàng của bạn ấy, của vong linh kia sang đây nữa cho bạn ấy đốt luôn. Bên trong cùng. Sớ cho vong linh nha. Đây là âm điệp nữa. Đốt cho bạn ấy. Bay chưa đi? Bay chưa? Rồi đi hóa đi cho bạn đi xuống hóa. Xong đóng cửa lại luôn. Rồi hóa xong tiền vàng rồi sớ cho vong linh siêu thoát rồi nhá. Chào vong linh nhá. Cô đang gọi điện vào đây đi. Sao không? Khi nào bạn ấy cho tỉnh rồi thì mở mắt ra nhá. Đây là giấy này là một lần trồng rồi nhá. Ký lớn luôn vào. Ký rồi. Cầm bên này khi nào lấy chồng mới thì hóa đi nhá. Ừ. Thầy bảo mấy năm nữa mới lấy được chồng mới mà. Thầy khuyên như thế thì sau này cho hạnh phúc. Tránh lên một cái hạn chia tay. Dù sao thì giải cái này cũng là đỡ, nó cũng đỡ gì rồi. Nhưng mà cứ chắc ăn là lấy chồng muộn muộn tí. Anh đấy thì không bao giờ quay lại nữa đâu. Anh giờ sung sướng lắm rồi. Nước một trẻ này. Sao như này nó sẽ là một mang cái mặt thiên đồng ngon như là mặt nó muốn như trẻ con. Thiên đồng thấy âm mà nữ tính. Đây là giấy chứng nhận ly hôn. Vâng. Thế thì đơn ly đúng không ạ? Khi nào lấy chồng thì đốt đi. Vâng.